Thưa nhé, đây là sản phẩm mà sau khi chúng ta đã chờ đợi trong vòng 3 phút để cho cái lớp tốt của chai liên kết bột này được khô mọi người nhé. Trước khi mà chúng ta thực hiện nhúng bột thì mọi người sẽ giũ form như bình thường nhé. Vẫn nhặt ra và giũ form này, chúng ta sử dụng phào nhé, để mình phào mịn cho mọi người nha. Mình phào mịn nó đi này. Ok. Phào mịn bề mặt đi này. Ngay sau đấy thì chúng ta sẽ chuẩn bị một bộ liên kết bột nhúng nhá, sẽ gồm có 4 chai. Sẽ gồm có 4 chai ở đây. Chai số 1 sẽ là chai bay gel, tức là chai liên kết đầu tiên mọi người nhá. Chai số 2 sẽ là chai để mình làm cho nó khô bột hoàn toàn ấy. Và chai thứ 3 là chai tốp để mình sơn tốp lên. Còn mọi người sẽ thắc mắc về chai thứ 4 này, thì chai thứ 4 này chính là chai để mình lau các cái cọ nhé. Khi mà ở ba cái chai này khi mà nó bị bết dính bột mà nó bị cứng cọ lại mọi người nhé. Mình sẽ sử dụng tiếp theo đó là hai loại bột. Nếu như mọi người ombre bột nhúng thì sẽ sử dụng hai màu, còn không thì chúng ta sử dụng một màu bột nhé. Bột này thì bột Mỹ này thì chúng ta có thể vừa đắp hoa này, vừa nhúng và vừa đắp form nữa. Và một loại bột là bột clear để chúng ta phủ lớp lót và để phủ lên trên nhé. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái chai số 1 này. Chai số 1 đối với lớp clear thì mọi người chỉ cần sơn 90% thôi nhá. Tức mình không cần sơn hết tròn chân ý, nhưng mà phải sơn thật đều nha. Sơn đều và ít thôi này, mình không sơn dày quá nhá. Ok, mình nhúng như sau này. Nhúng và để vào tầm 3 giây. 1, 2, 3 đếm này, bỏ ra. Gõ này. Là xong. Đây, mình gõ nhá, chờ đợi cho một lát này. Chúng ta chờ trong tầm 3 giây nhá, để mình phủi đi nhé, phủi nhẹ nhá. Dùng chổi để phủi nhẹ các cái viền xung quanh đi nha. Rồi. Xong này. Sau khi mà chúng ta làm lần thứ nhất xong, mình sẽ bỏ cái hũ này đi nhá. Để hũ này lớp sau, để lớp trên cùng ấy, mình sẽ sử dụng đến. Và bây giờ mình sẽ sử dụng bột màu nhá. Hôm nay thì Thảo sẽ chỉ hướng dẫn làm trên một ngón tay để hướng dẫn cụ thể cho mọi người các bước thực hiện bột nhúng như thế nào nhá. Còn nếu như mọi người muốn làm full set thì mọi người hãy comment ở phía bên dưới để lần sau Thảo sẽ thực hiện các video sau nha. Rồi mình tiếp tục này. Lần này thì chúng ta sẽ thực hiện cách chân móng bằng một sợi tóc nhá, chứ không sơn 90% nữa này. Khi mà làm màu ấy, mục đích của chúng ta làm cái lớp clear bên dưới này để cho màu lên được đều hơn nha. Đẩy tròn chân như lúc sơn nhá. Rồi. Bột clear phải là bột clear Mỹ mọi người nhé, để đảm bảo độ mịn nhé. Còn các cái bột clear để mình dùng để be đá, đắp đính đá thôi thì nó sẽ không cần, nó sẽ không có độ mịn nhé. Mình nhúng này, nghiêng tay này. Lọ bột nó hơi đầy một chút. Để trong 3 giây này. Rồi ok. Mình dốc nó xuống. Đợi một lát nhé, để mình xong mình phủ mình đi này. Chúng ta có thể làm như sau, có hai cách. Một là mình nhúng 1, 2, 3 lần, hoặc chúng ta nhúng vào và để 3 giây nhé. Để cho cái bột nó, cho cái liên kết ý, nó thấm cái bột này vào. Ok, giờ mình phủ đi nha. Rồi, lớp tiếp theo nha. Mình sẽ làm hai lớp bột nhá, hai lớp bột màu nha. Rồi. Sơn xong nhá, tiếp tục sử dụng bột này. 1 2 3. Rồi, đợi một lát nhé, và mình mới gõ đi nha. Gõ đi cho bột nó rơi hết này. Ok, sau đấy thì chúng ta sẽ chờ một lát, chờ tầm 3 giây để mình phủ đi nhé. Gõ lại bột cho bằng để mình cất bột đi nha. Nên sao mọi người nên dùng để đắp hoa hay là đắp form trước một chút đi, thì để cho nó sẽ không bị đầy hũ bột này nhé. Rồi mình sẽ dùng chổi phủ để phủ nhẹ nhàng đi thôi nha. Nhẹ nhàng thôi nhá, mình phủi mạnh hoặc là lúc nó chưa khô ấy thì ngay lập tức là nó sẽ bị sần hết cái phần đó lên. Bây giờ mình sẽ dùng clear để cho lớp trên cùng nhá. Thì cái lớp này cũng vậy này, mình không cần sơn hết 100% nhá.
Mình chỉ cần sơn 90% thôi. Vẫn là lớp, vẫn là cái nước số 1 mọi người nha. Đây mình nhấn sơn trên này thôi. Rồi, ok xong. Rồi. Đợi một lát nhé. Lớp này. Mình phủ đi này. Sau khi mà mình phủi đi xong nhá, mọi người sẽ sử dụng cái chai thứ hai là chai này để làm khô nhá. Để làm khô hoàn toàn ấy. Để làm khô hoàn toàn cái bột nhúng này nhá. Mình dùng chai số 2 xong thì chúng ta sẽ sử dụng, như bình thường mình có thể dùng đầu mài mịn. Nhưng mà ví dụ mà bộ móng mình đã cảm thấy là mà bộ đắp bộ bột này khá là ok, độ mỏng thì nó vừa đủ rồi, thì mình sẽ sử dụng cái cây phao nhá. Cái cây để mình phao móng đi là được nha. Không nhất thiết là phải sử dụng máy mài. Cái mục đích mà chúng ta vừa làm một lớp clear để phủ lên trên ý, để có tác dụng là khi mà chúng ta đi máy mài hay chúng ta rũa ở phía bên trên bề mặt đi ý, thì nó sẽ không bị bay mất lớp màu mọi người nhá. Chờ một lát này, cho nó khô hoàn toàn đi nhá. Mình bắt đầu sử dụng cái phao nhá, cây phao này. Bình thường mọi người cần thiết thì mọi người sử dụng máy mài nhé. Hoặc là mọi người muốn ở video tiếp theo mà Thảo làm full set ý, thì Thảo sẽ sử dụng máy mài nhá. Rửa đều tay này, phần nào mà nó chưa khô thì nó sẽ bị chóc cục lên nhá. Thì phần clear rồi mình sẽ làm hơi bị dày, nó sẽ bị ở bên dưới nhá. Rồi. Nhưng không sao nhá, cái phần đấy nó chỉ bong là bong clear thôi. Và bong lên thì cho cái mục đích là cái móng của mình nó được bằng hơn ấy. Nên mình cần để khô hơn này. Lần sau mọi người cho cái nước số 2 nhiều hơn một chút nhá. Về bột nhúng này thì không được phổ biến ở Việt Nam cho lắm. Bởi vì là cái bột nhúng này thì nó không được cái màu nó không được đa dạng như cái phần chúng ta làm đắp sơn gel ấy. Và ở Việt Nam thì vẫn phổ biến là sơn gel nhiều hơn, bởi vì sơn gel khá là lâu đời rồi. Rồi nha. Nếu như mình đi máy mài thì mình sẽ sử dụng đầu mài mịn nhá. Mịn là đầu mài chúng ta dùng đầu vàng hoặc là đầu đỏ. Cùng lắm là đầu xanh thôi nhá, mình không nên dùng đầu khác nhá. Ok. Sau khi mà mình đã phào mặt giáp đi rồi nhá, thì bây giờ mình sẽ phào mịn này. Phào mịn này. Xong này. Mình phủ đi nhá. Rồi sau khi phủ thật sạch xong thì bây giờ mình sẽ đi cái nước chai số 3 nhá, là chai top part này. Mình đi chai top này nhá. Cái bột nhúng này thì top nó không phải hơ đèn mọi người nhá. Mình sơn đẫm một chút nhá. Có đầu móng này. Mình sơn đẫm một chút và mình để đợi trong vòng tầm 3 phút để cho nó khô nhé. Chứ cái lớp top này mình không hơ đèn mọi người nhé. Top của bột nhúng là mình không hơ đèn nhá. Không hơ đèn mọi người đợi nha. Rồi nhá, đây là sản phẩm mà sau khi chúng ta đã chờ đợi trong vòng 3 phút để cho cái lớp top của chai liên kết bột này được khô mọi người nhé. Như vậy là sản phẩm của chúng ta đã hoàn thành rồi này. Về dip thì rất là nhanh thôi mọi người nha. Đây. Về ở Việt Nam thì dipping powder đang được du nhập vào thôi, còn để nói là phổ biến thì chưa phổ biến mọi người nhé. Nhưng mà khi mà làm nail thì chúng ta cần là cái gì chúng ta cũng sẽ biết làm ấy, chứ không phải là chỉ biết về một vài thứ thôi nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy bấm nút subscribe, nút đăng ký ở phía bên dưới màn hình để nhận được video của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, bấm nút hình quả chuông để lần sau khi tôi phát sóng, bạn có thể nhận được video của tôi sớm hơn những người khác. Nghi Thảo xin chào các bạn và xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Nghi Thảo.